Kính thưa quý vị, Tuyền Tăng và Hòa Rapper xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Cả nhà cùng vui. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và khung giờ phát sóng của chúng ta đã là 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Cả nhà cùng vui với một hành trình dài đồng hành cùng với các gia đình mang đến cho khán giả rất nhiều niềm vui và tiếng cười, đặc biệt hơn là tạo ra sân chơi bổ ích dành cho ba mẹ và bé để ghi lại những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp cùng con yêu. Không chỉ là một game show gia đình, Cả nhà cùng vui còn chú trọng về độ hiểu nhau, gắn kết ăn ý của ba và mẹ khi tham gia thử thách, đồng thời giúp cho các bé có được bản lĩnh tự tin để thể hiện vai trò đội trưởng nhí cho gia đình mình. Trong lịch sử của chương trình Cả nhà cùng vui chưa bao giờ chúng tôi thấy hai đội trưởng lại mạnh mẽ, quyết liệt và tràn đầy tự tin đến như vậy. Tiếp tục không? Nhưng cũng rất mạnh mẽ và nhanh chóng. Ở vòng 1, người hùng của con, thông qua việc lựa chọn ba hoặc mẹ để tham gia thử thách, những suy nghĩ của các bé về ba mẹ sẽ được bật mí. Con nghĩ là ở vòng này thì ba hay là mẹ đây? Con nghĩ là mẹ. Con nghĩ là mẹ, sao vậy con? Tại vì bình thường mẹ ở nhà hay dạy con học. À, mẹ dạy con học mà chắc chắn là mẹ sẽ biết rất là nhiều thứ xung quanh mới có thể dạy con nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống đúng không? Dạ. Rồi, vậy là tin tưởng cho mẹ nha. Dạ. Thế còn Hoàng Mai thì sao? Muốn chọn mẹ hay là chọn ba đây ta? Dạ con chọn mẹ. À, cũng chọn mẹ luôn. Tại sao vậy con? Dạ tại vì mẹ hay gần gũi con nên con nghĩ là mẹ sẽ biết về xã hội nhiều hơn. Với chủ đề như thế này thì ai sẽ là người thực hiện nhiệm vụ đây? Phương Quang trước nha. Chủ đề về đời sống con nghĩ là ba con. Tại sao là ba vậy? Tại vì ba con có kinh nghiệm hơn. Như vậy là chốt là sẽ là ba. Dạ. Đúng không? Rồi còn Nhật Kiên thì sao? Con cũng chọn ba luôn. Con cũng chọn ba luôn. Thì ba con giỏi. Trời ơi. Chủ đề âm thực thì con sẽ chọn ba. Tại sao vậy? Con nghĩ là ba con biết nhiều món lạ nên là con... À, biết đâu những câu hỏi về ẩm thực của chương trình nó sẽ rất là xa xôi và bao la thì sao đúng không? Cho nên chọn ba thì cũng hợp lý ha Tường Vinh. Dạ, lần này con sẽ đổi chiến thuật, con sẽ chọn mẹ. Tại sao lại là mẹ? Tại vì mẹ thì thường tiếp xúc với những đồ vật gần gũi hơn. Con chọn ba. Chọn ba, tại sao chọn ba? Hồi nãy hai lần chọn mẹ đúng không ạ? Tại vì ba hay kể cho con nghe những con vật mà con chưa biết. Con cào cào, con dế nhủi, con gián, con thiêu thân. Con cháu cháu. Đúng rồi, trùng 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 nhiều lắm. Con dơi. Đúng rồi, hay quá. Con dế. Sắp hết thời gian, cố lên ba. Con ve. Con ve sầu. Hay quá ba. Đúng rồi. Hết giờ. À, phải như cho ba thêm thời gian là chắc chắn là vượt qua được mười mấy cái yêu cầu của bé thôi. Nhưng mà bởi vì chỉ có 60 giây mà cái yêu cầu của bé lại quá cao nên thôi mình xem như mình thả lỏng nè. Mình tặng quà cho hàng xóm, tặng 10 điểm cho gia đình của bé Mai. Cảm ơn. Đầu tiên mình nói từ bên ngoài trước để cho nó dễ. Giao lưu hết giờ. Tóc là quá nhiều rồi. Tóc. Tai từ trên xuống dưới hai cái. Mắt 2 cái đó. Răng quá nhiều 32. Bàn tay 2 cái 10 ngón luôn. Ngón tay lại khác đó. Bàn tay khác, ngón tay khác, cùi chỏ 2 cái. Dạ. Đầu gối 2 cái đó. Bàn chân 2 cái chân. Vô trong cái phổi 2 cái à. Thận 2 cái đó. Amidan thì có 2 cái mỗi bên cái. Amidan luôn. Xét là cái amidan. Dạ. Đối với những nhân vật như em thì em cắt bỏ rồi nên mình không tính. Dạ, ba vui tính quá. Chúc mừng, 10 điểm thuộc về ba hộp. Bút lông kim, bút bi, bút máy, bút dạ quang, bút chì, bút mực. Cố lên ba. Cố lên ba. Cố lên. Bút lông dầu. Bút chì màu. Bút chì màu. Bút chì bấm. Bút Như vậy là ba Sơn đã cố gắng tận dụng 60 giây kể ra rất nhiều loại bút. 10 điểm cho gia đình mình. Vòng 2, ai là siêu nhân? Những thử thách vận động do chương trình đưa ra được ba mẹ đồng lòng vượt qua với sự cổ vũ nhiệt tình của các bé đã tạo nên những khoảnh khắc thú vị, vui nhộn trong chương trình. Bây giờ sẽ là đến phần thách đấu của hai đội trưởng. Đồng Nghi, có nghĩ là ba mẹ con sẽ hoàn thành thử thách đó trong vòng bao nhiêu giây? Con nghĩ là ba mẹ sẽ xếp được trong vòng
85. Hoàng Mai thì sao? Dạ 70 giây. 70 giây. Đông Nghi? 59. 59 giây. Rồi, Hoàng Mai thì sao? Dạ 55 giây. Như vậy là Hoàng Mai chọn 55 giây. Đông Nghi? Dạ 53 giây. Chốt 53 giây. Hoàng Mai? Dạ con quyết định nhường cho bạn Đông Nghi. Như vậy là ba mẹ của Đông Nghi sẽ lại tiếp tục vượt qua thử thách lần này với tổng cộng là 53 giây. Ba mẹ ơi cố lên. Yeah. Con tin ba mẹ. Yeah. Ba mẹ của bé Nghi đã vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, cầm hút lẹ. Hút lấy hút để. Đó, sau đó mình thổi lại vô cái vị trí dễ rồi. Hay quá ba ơi, được hột rồi. Đó, mười mấy hột thôi mà. Thổi mạnh ra, thổi ra. Trời nó dính luôn rồi. Nó dính luôn rồi. Thổi mạnh lên ba. Mạnh lên. Ráng lên ba. Trời mẹ cứ tiếp tục mẹ nhẹ nhàng khi ba bị mắc kẹt rồi. Mẹ ơi, trời ơi lên. Ba kẹt ơi, rồi lên. Ba không được dùng mẹ tay ơi, ba. Ba thổi mạnh ra cho nó văng ra ba. Lên. Thổi lên. Thổi tại ba hút mạnh quá thấy chưa. Trời ơi rồi ráng ba. Ráng ba. Thiệt á cái hột đậu gì đâu mà hại ba quá hà. Mẹ vẫn đang rất là chăm chỉ. Ba mẹ ơi cố lên. Đứng yên để ba di chuyển. Đúng rồi. Đó ba đón lấy rồi. Mẹ di chuyển ba đứng yên. Mẹ di chuyển ba đứng yên. Đó. Rồi mẹ. Rồi ghi điểm ba nào. Ghi điểm nào. Mẹ ơi ghi điểm. Ba lập tức quay về liền. Nhanh lên nhanh lên mẹ. Đến bên cạnh ba liền. Đó. Thấy chồng mình lúc nào cũng phải song hành. Ba di chuyển đi ba. Di chuyển đi ba. Đó đúng rồi ba. Nhanh lên ba. Mười trái mà đơn giản. Mỗi trái cứ 6 giây là đẹp hen. Đó được 2 trái rồi. Rất tốt gọn gàng ghê. Chưa rớt được cái nào. Quá tốt luôn. Giỏi à. À ba mẹ cô lên. Quá dữ luôn. Xuất sắc xuất sắc. Lẹ à, đúng rồi. Bà rất là đúng như thế. Hội mẹ giỏi quá mẹ ơi. Đáng rồi mẹ. Đó mình được 5 con rồi. Cô lên mẹ là... cô lên ba ơi. Nửa chặng đường trôi qua rồi. Thời gian rất là quý báu nha. Con nghĩ ba mẹ sẽ làm được. Cố lên. Được được. Ôi hồi hộp quá. Hay à, ba mẹ cũng nhận ăn ý quá. Chứ ba câu được là mẹ câu được. Ơ, mẹ rất là xuất sắc ha. Đúng là mẹ hay đi chợ rồi câu cái một ha. Đáng mẹ. Hình như hai cần câu móc cho nhau sao á. Đáng lên. Cố lên ba mẹ. Tấn nào, tấn nào, tấn nào, tấn nào. Đó, đúng rồi như ba, đúng rồi đó. Đúng rồi, hay quá mẹ. Đi bên đây mẹ ơi, đi chợ bên đây. Hay quá, ba giỏi nè, ba giỏi nè. Ây chà, quá, không sao, không sao. Cố lên ba ơi, cố lên ba ơi. Tân mẹ, tân mẹ, tân mạnh lên. Đúng rồi như ba, tốt nè. Trời ba đi cái gọn gàng ha. Mẹ đầu múc chỉ luôn. Vô nè, vô nè, vô nè. Ôi, uổng quá, không sao. Cố lên, tận dụng thời gian. Dạ, mình di chuyển liên về vị trí xuất phát. Không bỏ lỡ thời gian nè, hay quá ba ơi. Mẹ cố lên. Ôi chà, uổng quá. Cẩn thận hơn một tí nữa. Riết rồi mình quen à. Ba, mẹ, cố lên. Yeah, yeah, cố lên, cố lên. Nghĩ đang cổ vũ cho ba mẹ quá chừng luôn. Mẹ rất là quyết tâm ha. Cố lên mẹ ơi. Cố lên. Cố lên, cố lên. Ba mẹ chơi rất là đúng luật luôn á. Cố lên. Ba mẹ. Cố lên. Trời ơi, dây vòng vô gì mới tức chứ. Thiệt tình à. Cơm tới mẹ. Cố lên. Ủa mẹ chơi đánh cầu lông hả mẹ? Cố lên. Trời cố lên. Những giây cuối mình đừng có thở, mình đừng thở. Mình lùi lại, mình bước lùi lại. Lùi lại. Đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, chiến thắng rồi. Yeah. Rất tốt, rất tốt. Rất là cố gắng, rất là khó luôn. Đặc biệt là sự sáng tạo của mẹ, kết hợp rất nhiều môn phối hợp với nhau. Cầu lông, cầu mây, các kiểu luôn. Trời ơi, đánh đâu mà loạn xả hết nguyên khu trường chúng tôi. Nhưng quan trọng là ba mẹ vẫn vui cười. Quan trọng là các con luôn tự hào về ba mẹ, chứ không phải là thành tích nữa. Xem như là một lời cảm ơn với gia đình hàng xóm, anh chị ha. Mình tặng 20 điểm cho gia đình của bé Mạnh Đức. Xin chúc mừng. Ở trường có điều gì muốn nhắn gửi cho đội bạn của mình, đó là bạn Hoàng Mai đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào vòng cuối cùng rồi nè. Mời Đông Nghi. Chúc bạn sẽ chiến thắng. Cảm ơn bạn. Dễ thương quá trời luôn. Lại ôm bạn cái nè. Để mình bước vào vòng tiếp theo luôn. Tình hữu nghị. Đến với cả nhà cùng vui, ba mẹ sẽ có cơ hội được lắng nghe và thấu hiểu con nhiều hơn thông qua vòng đặc biệt Ai hiểu con hơn. Đây chính là vòng thi giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau, với những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang rất nhiều cảm xúc về tình cảm gia đình. Liệu ba mẹ có thật sự hiểu con trẻ nghĩ gì, muốn gì? Thông qua việc trả lời các câu hỏi, những bí mật nào của trẻ sẽ được tiết lộ? Ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng một lần nữa nhìn lại những cung bậc cảm xúc thông qua vòng thi Ai hiểu con hơn. Trong ba thử thách của chương trình, anh ấn tượng nhất là thử thách nào?
Thật sự thì ba vòng của chương trình Cả Nhà Cùng Vui, mỗi vòng đều có một cái nét hay riêng, nhưng mà cái ấn tượng lại nghiêng về vòng cuối cùng, vòng thứ ba. Bởi vì sao? Ở hai vòng đầu đòi hỏi cái sự kết hợp cũng như là kiến thức của bé và ba mẹ, nhưng mà ở vòng cuối cùng á, cái câu trả lời cuối không ai biết trước được đáp án, chỉ có những thành viên trong gia đình mới hiểu nhau, mới có thể đưa ra những đáp án đó, nên không có việc đúng hay sai mà là trùng khớp với nhau hay không. Còn nếu như chưa trùng khớp cũng không chứng tỏ là chọn gia đình nó không hiểu nhau, mà quan trọng là chính vì họ hiểu nhau quá nhiều nên là không biết chọn ưu tiên nào hàng đầu mà thôi. Dạ đúng rồi, và cũng hy vọng rằng thông qua chương trình cũng sẽ là một cầu nối để ba mẹ và các con sẽ luôn luôn gắn kết và gần gũi trên hành trình trưởng thành của các con mình nhiều hơn nữa. Như vậy thì Nhật Kiên, con có điều gì muốn động viên cho ba mẹ đang đứng bên đây không? Ba mẹ ơi, cố lên, con tin ba mẹ làm được. Đó, hay quá, đúng rồi, chuyện của khác mà. Vậy ba mẹ có lời nào để cho khiến cho đội trưởng yên tâm không hả? Con hãy bình tĩnh, viết những cái gì mà con suy nghĩ. Hồi nãy mẹ có kể rất nhiều, mẹ ghi đi, nhanh lên. Mà muốn làm nhất, thích làm nhất và ưu tiên đầu tiên luôn. Dạ rồi, con muốn chứ không phải là ba mẹ muốn nha. Con muốn trong bao lâu? Mẹ xong, con xong. Đầu tiên là những câu hỏi xoay quanh vấn đề trường lớp. Hy vọng chủ đề gần gũi này sẽ giúp ba mẹ trả lời đúng ý với bé. Điều gì khiến bé không thích khi ở trong lớp học nha? Hay là mấy bạn cứ khèo móc mình hoài, mình không có tập trung lo được. Lo ra, mình đó. Bị lo ra. Hay là mình bị cô la, mình không thích đúng không? Chung là bị điều lắm. Không thích Nếu như bé Linh bị bạn chọc ghẹo trong lớp thì bạn Linh sẽ làm gì nè? Giữa môn toán và môn tiếng Việt thì bé Mai thích học môn nào nhất? Bị đói, không thích. Bị mệt, không thích. Bị nóng, không thích. Đó, lẹ lên. Trời ơi, nãy giờ mất 30 giây rồi. Rồi, 3, 2, 1, xin mời. Đáp án là... Rồi, bên đây là các bạn la hét trong giờ học. Còn ba ghi là bị điểm kém. Xúc hát nhau. Rồi, như vậy là chưa trùng khớp. Như vậy là ba mẹ đã hiểu ý con hơn rồi hen. Cố lên, cố lên. Có lẽ vì cuộc sống hàng ngày quá bận rộn nên ba mẹ ít có thời gian quan sát con, luôn nghĩ chỉ có bị điểm kém mới khiến con không vui. Mà thực tế đối với bé, những vấn đề xung quanh mới là điều khiến bé cảm thấy khó chịu. Nếu bé bị bạn bắt nạt, bé sẽ tự giải quyết hay mách với thầy cô? Đó, bây giờ dễ hơn là có hai quyền lựa chọn thôi. Một là tự giải quyết cái câu chuyện đó. Hai là nói lại với thường thầy cô. Thường anh ở nhà anh có dặn con anh như thế nào? Về nói với ba mẹ. Rồi có ba mẹ sẽ tìm cách giải quyết đúng không? Đúng rồi, tại vì con còn khá nhỏ, con mình sẽ còn bé quá. Lỡ như bé manh động cái là toàn đấy. Rồi, ba mẹ xong rồi. Úp bạn xuống. Rồi, 3, 2, 1, đáp án. Ba mẹ nói tự giải quyết. Bé nói mắt với thầy cô. Thật sự là cái việc chia sẻ với thầy cô và chia sẻ với người lớn á, nó sẽ dễ dàng để giúp cho chúng ta có được những giải pháp bình tĩnh và thấu đáo hơn. Còn để cho các bé sợ là độ tuổi này các bé chưa biết cách giải quyết như thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Dạ đúng rồi. Chưa trùng khớp. Một ngày đi học bé sẽ có rất nhiều câu chuyện. Liệu bé có sẵn sàng sẻ chia những câu chuyện đó cho ba mẹ hay không? Nếu bé Kiên bị điểm kém thì người đầu tiên bé nói sẽ là ai đây trong gia đình của mình? Ai đây? Ai đây? Rồi, mẹ, ba mẹ đã có câu trả lời rồi. Bé Kiên chưa xong. Nhanh lên dạ, nào, xong nhanh rồi, lên xong nào, rồi, nhanh xong lên xong nào. Rồi, úp bạn xuống nào. Chuẩn bị, 3, 2, 1, xin mời. Oh no. Ba mẹ nói là chắc là mẹ, bé sẽ chia sẻ với mẹ đầu tiên. Còn bạn nhưng không... mà bây giờ mẹ đã khám phá ra được rồi. Bé không phải là người bé chia sẻ đầu tiên. Mà người đầu tiên đó là bạn Hồng Ân. Hồng Ân là bạn trai hay bạn gái? Bạn gái. Nhưng mà tại sao con lại chia sẻ với bạn? À tại vì lúc đó là cô cho làm bài kiểm tra ngồi kế bên thì phải chia sẻ với bạn đầu tiên hợp lý. Hồng Ân ngồi vị trí nào trong lớp con? Ngồi tổ 2, con ngồi tổ 4. Ồ vậy hả? Vậy mà mình cũng bắn Bluetooth nhắn tin cho nhau được. Bạn Hồng Ân rất là vui nhưng mà ba mẹ chưa vui. Rồi, cảm ơn con, chưa trùng khớp. Bé Linh thích chơi với bạn nào nhất? Bạn đó tên gì? Bạn nào, nhìn con, bạn nào tên con. Gì nè? Ghi cái tên thôi cũng được, không cần ghi cái họ đâu ạ. Rồi, bạn nào nào? Rồi. Chuẩn bị, 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bạn Uyên Nhi, bạn My. Giống được chữ Y. Trong lớp con có bạn My không? Dạ không, trong xóm con mới có. Trong xóm, trời ơi. Ba mẹ đang nghỉ trong xóm, trong khu vực nhà xóm mình. Vậy là ba mẹ cũng có tìm hiểu, cũng có để ý, cũng có quan tâm tới con, là cũng có biết tới bạn của con. Nhưng mà quan trọng là chưa trùng khớp. Giữa thầy cô, bạn bè và ba mẹ trong gia đình, bé thích nói chuyện tâm sự với ai hơn? Đó, thầy cô, bạn bè, ba mẹ. Rồi, đó, ba sẽ lựa chọn. Xong. Đó, ngưng thời gian, ngưng. Trời, mình còn 5 giây. Mình còn 5 giây còn biết. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Ba mẹ. Yeah. Đúng rồi. Mày thế, con này dễ. Có lẽ vì quá hiểu con, biết được có quá nhiều sự lựa chọn trong độ tuổi của bé nên mới gặp khó khăn khi đưa ra phương án phù hợp. Nhưng không sao, tất cả các câu hỏi này sẽ giúp ba mẹ có thêm góc nhìn khác về bé. Bé Linh sẽ làm gì?
Nếu như bé Linh bị chọc ghẹo trong lớp thì bé Linh sẽ làm gì? Một là im lặng bỏ đi, hai là khóc lóc, ba là mét cô chẳng hạn vậy. Rồi xong rồi ạ. 3, 2, 1 xin mời đáp án. Mét cô, mét cô giáo, trời ơi. Được một câu rồi, xin chúc mừng cả nhà. Bạn thân chơi thân ơi là thân mà bị bắt nạt đó, ba mẹ ơi, ta bắt nạt. Thời gian của mình có hạn nha ba. Mẹ lưu ý nha, đi vô liền nha. Nếu như không có trường hợp đó xảy ra, mình cũng phải dự đoán đúng được rồi. Với tính cách của bé đúng. Bé sẽ phản ứng ra sao đó. Rồi thời gian dừng lại. Rồi bóp bảng xuống. 3, 2, 1 xin mời đáp án. Bảo vệ bạn, bình bạn. Ê Hoàng nha. Bạn là đúng rồi đó. Đúng, đúng, trùng khớp đựng chữ rồi đó. Bây giờ còn chữ bình, bên đây là chữ bảo vệ. Như ý rồi. Mình sẽ bảo vệ bạn, mình luôn luôn ở bên cạnh bạn. Bạn đừng lo. Bạn theo phe ai ạ? Mình theo phe bạn chứ, luôn luôn đứng về phía bạn. Trùng khớp. Rất tốt, rất tốt. Ghê thiệt chứ. Bé Kiên muốn được bảo vệ người khác hay là được người khác bảo vệ? Một cái bị động, cái chủ động đó. Bé Kiên thích được người khác bảo vệ hay là bảo vệ người khác? Người khác bảo vệ hay bảo vệ người khác? Người dạ. khác bảo vệ hay bé bảo vệ người khác? Nhật Kiên. Bảo vệ người khác. Xong. Hay người khác bảo vệ? Bảo vệ người khác hay người khác bảo vệ? Xong rồi, thời gian tạm dừng. Cái câu này từ ngữ giống nhau nhưng mà chỉ cần thay đổi vị trí thôi là cái thế chủ động nó qua bị động liền ngang. Chuẩn bị 3, 2, 1 xin mời. Bảo vệ người khác, bảo vệ người khác. Tuyệt vời, yeah. Hay quá, có qua rồi, có qua rồi. Con thích bảo vệ người khác hả? Dạ. Tại sao vậy? Thì con trai bảo vệ con gái, đúng rồi. Giỏi, đúng rồi, con trai bảo vệ con gái, đúng rồi. Với các câu hỏi liên quan đến sinh hoạt gia đình thì liệu ba mẹ có hiểu được con nghĩ gì hay không? Khi con muốn mượn điện thoại thì ba hay là mẹ là người cho con mượn điện thoại đầu tiên? Vừa mới con muốn mượn điện thoại là gần đầu cái rụp liền nè, luôn. Nè nè nè, mình chỉ có 10 giây thôi rồi, nha. Con xong rồi, con xong rồi, con xong rồi. 3, 2, 1 câu trả lời. Ba. Dạ, hay ta, hay ta. Vậy là trùng khớp, chúc mừng. Ba chiều ý con gái rượu quá he. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Con muốn ba mẹ cho chơi điện thoại bao lâu? Đó, con muốn chứ không phải là ba mẹ muốn nha. Con muốn trong bao lâu? Mẹ xong, con xong. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. 5 phút. Trời đất ơi, sao phải hiểu ý nhau dữ vậy ta? Ghê thiệt. Vậy là cái này là quy định ngầm của gia đình rồi. Đúng rồi, có quy tắc nè, một thói quen cũng tốt. Bé Linh có hay phụ công việc nhà cùng với ba mẹ hay không? Có hay không à? Chỉ cần trả lời là hoặc có là có hoặc không. Là không. Thôi để cô ghi cho. Rồi nói cho cô nè. Rồi, mình cùng đếm 3, 2, 1 giờ bảng đáp án lên nha. 3, 2, 1 xin mời đáp án. Ba mẹ nói có. Con nói không? Giúp gia mẹ là ba mẹ là đôi lúc có thấy bé Linh phụ mình đúng không ạ? Dạ có. Công việc gì ạ? Dạ sẽ là rửa chén. Rửa chén nè. Rồi tắm cho em. À giỏi quá. Dạ rồi quét nhà. Ồ, con có làm những việc đó không? Dạ có. Ủa vậy sao con trả lời không? Là dạ không. À chắc có lẽ là lần đầu tiên phải đối mặt với áp lực thời gian cho nên là nhiều khi cô bé quên mất tiêu. Bé nghĩ cái đó là việc đương nhiên, bé không nghĩ đó là việc nhà luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Không sao, cố gắng lên, cơ hội vẫn còn nha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Công việc nhà nào mà bé muốn làm nhất? Ây da, bé Linh muốn làm nhất. Hồi nãy mẹ có kể rất nhiều, mẹ ghi đi, nhanh lên. Mà muốn làm nhất, thích làm nhất và ưu tiên đầu tiên luôn. Dạ rồi, 3, 2, 1 xin mời đáp án. Tắm em, rửa chén. Không, cái này đúng. Hồi nãy là trong câu hỏi đầu tiên là mẹ có nhắc đến những cái việc mà bé thường hay phụ mẹ, đó là trong đó có rửa chén với tắm em. Thì cái này là cũng đúng, nhưng mà nếu mà lựa cái nào thích hơn thì bé thích rửa chén hơn. À, tại sao vậy? Dạ, tại cái chén nó nhẹ. Tại cái chén nó nhẹ. Hợp lý ha. Trời, lập luận logic dễ sợ. Tại chén nhẹ nên làm nó đỡ mỏi tay hơn là em. Nó về sở thích của mình nha. Của mình thôi, cái tủ của mình. Phụ kiện thì có nhiều. Chứ mình không được nói quần áo, quần áo là cái trang phục chính rồi, đúng không? Kiểu như là đồng hồ, vòng đeo tay. Trang sức này nọ ha. Chính xác luôn. Bông tai, trời, con gái nhiều lắm nè. À, bên đây xong rồi nè. Chắc gì tóc giả đó. Bên kia xong luôn rồi kìa. Rồi, thời gian tạm dừng, úp bàn xuống. Rồi, 3, 2, 1, câu trả lời là kính má, vòng tay. À. Chưa trùng khớp rồi. Không sao hết, tại vì sao câu này hơi khó. Trang phục phụ kiện nhiều lắm. Nhiều quá. Trong ba và mẹ thì ai là người thường chiều chuộng con nhất? Sẽ ở có một người nghiêm khắc. Giữa anh với vợ thì ai chiều con nhất? Anh, tại vì bà xã anh hơi khó tính. Xong rồi. 3, 2, 1, đáp án là ba. Ba.
Quá giỏi, trùng khớp một câu rồi, chính xác nha. Thừa thắng xong lên nha, có một câu trùng khớp rồi nha, là một phần quà đó mọi người. Rồi, câu hỏi số 3. Kể tên một món quà mà con thích nhất khi được mẹ tặng. Chà, mẹ tặng trước giờ nhiều lắm à. Hồi trước giờ em hay được tặng gì? Ôi, em được tặng quá trời luôn. Em được tặng sách nè, quần áo nè, đôi giày mới nè, áo bông nữa, nói chung là rất là nhiều. Bây giờ mà nói thích nhất tiền là không lì xì tiền luôn. Có chứ, Tết là phải có lì xì tiền chứ gì. Hợp lý, nhưng mà quan trọng là bé thích cái gì. Đóng bảng lại. Xem tâm lý của bé. Rồi, đóng lại, thời gian tạm dừng. 2-1, đáp án là gấu bông. Giày, gấu bông. À. Đều là những món con gái rượu của mình thích hết trơn, nhưng mà chưa trùng khớp. Thông qua câu hỏi của chương trình dành cho các gia đình, ba mẹ đã có cơ hội lắng nghe những chia sẻ, những cảm nhận hết sức dễ thương của các bé. Đã bao giờ bé Kiên thấy mẹ khóc chưa? Đó, có hay chưa thôi à? Có hay chưa? 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 Úp bạn xuống, thời gian tạm ngưng. Chúng ta hãy cùng chờ xem có trùng khớp hay không nha. 3, 2, 1 xin mời. Có. Dạ rồi. Không dính được chữ nào luôn á. Nhưng về mặt ngữ nghĩa là khẳng định trùng khớp. Lúc nào mẹ rớt nước mắt mà bé vô tình thấy, mình cũng có khóc, con nó nhìn thấy. Bây giờ rõ ràng con biết con trai phải bảo vệ con gái, con là đàn ông tương lai trong gia đình, sau này con cũng sẽ bảo vệ mẹ nữa, mà không lẽ bảo vệ người khác mà để người khác khóc là không có được, đúng không? Vậy con hứa đi, con hứa sau này con sẽ ngoan vâng lời, tập trung nhớ lời mẹ dạy và ba dặn, được không? Con hứa sẽ ngoan với ba mẹ, nghe lời ba mẹ, nghe lời mẹ dặn. Ba mẹ sẽ làm gì nếu như Vinh không nghe lời? Cũng 11 tuổi rồi chứ ít gì, chắc chắn 11 năm qua sẽ có đôi lúc không nghe lời. Chắc chắn rồi. Đúng rồi, con trai mà, anh cũng vậy mà. Thì ba mẹ sẽ làm gì nè? Có thể là khuyên ngăn, có thể là la rầy. Mỗi nhà sẽ có những cách giải quyết khác nhau, quan trọng là nhà của Tường Vinh xong rồi. Rồi, úp bạn lại, úp bạn lại. 3, 2, 1 xin mời. Khuyên răng, nhắc nhở, giống nhau, trùng khớp. Chúc mừng. Bé Vinh được ở gần ba mẹ vào khoảng thời gian nào nhiều nhất? Rồi, úp bạn lại. Hết giờ, xin mời đáp án. 3, 2, 1 buổi tối. Chính xác rồi, trùng khớp. Chúc mừng nha mừng. Mỗi gia đình sẽ có những cách quan tâm và dạy dỗ con khác nhau. Đôi khi có những lựa chọn chưa trùng khớp, nhưng chắc chắn thông qua chương trình, ba mẹ sẽ có sự đúc kết dành riêng cho bản thân mình để có thể thấu hiểu con nhiều hơn. Cấn cấn rồi đó, không tập trung làm sao con? Dạ, khi con học hành không tập trung. À, trong lúc học, học ở lớp hay là học ở nhà? Dạ, học ở nhà. Trời ơi, y chang với đứa nhỏ nhà anh luôn á. Cứ bị phân tâm vì cái tivi, vì cái cảnh vật xung quanh, vì cái bút chì, vì một cơn gió thoảng qua. Nó cũng bé bé cũng phải phân tâm rất là nhiều. Đó là tâm lý chung của trẻ mà. Dạ. Còn ba mẹ thì... Còn điện thoại là sao vậy cái mẹ? Cái chuyện gần đây là cái chuyện điện thoại là chuyện gì mẹ? Dạ. Chẳng hạn như là con, khi mà con cầm điện thoại thì mẹ nói gì con cũng không nghe. Cũng giống giống là không tập trung vậy đó. Phải, như con tập trung học giống như tập trung vô màn hình điện thoại là đỡ quá. Rõ ràng là bé cũng mà mê. Đó, con thấy không? Chỉ cần mình đặt cái vị trí mục tiêu đam mê của mình ở đâu là mình sẽ tập trung ở đó thôi. Con dễ dàng tập trung học được nếu như mình cố gắng, mình chú ý vào bài tập nha. Gia đình chính là trường học đầu tiên của trẻ và cha mẹ là người thầy đầu tiên của con. Để con trưởng thành, ngoài sự chăm sóc sức khỏe, học tập thì sự đồng hành của cha mẹ là phương thức hữu hiệu để các bé phát triển toàn diện hơn. Và như một món quà dành cho gia đình có sự thấu hiểu, gắn kết nhau nhiều hơn, phần mở quà may mắn đem đến cho người chơi lẫn người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc. Khi được lựa chọn hộp quà giải thưởng, tính cách và tình cảm của các bé dành cho ba mẹ cũng được thể hiện rất rõ ràng. Cái năm hộp quà này, con muốn trao cho ai chọn quà nào? Dạ, mẹ đầu tiên. Mẹ đầu tiên. Xin mời tới ba. Tới ba. Xin mời con Kiko. Giỏi quá, con hiểu lắm nha. 1, 2, 3, 4, 5. Mẹ, mẹ chọn hộp số mấy? Theo con thì mẹ nên chọn màu gì? Màu đỏ là may mắn nên con nghĩ ra màu đỏ. Rồi, mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con. Rồi, ok. Bây giờ Vinh muốn một mình Vinh sẽ mở hết quà hay là chia cho ba mẹ mở quà? Chia cho ba mẹ mở luôn. Con lựa hộp quà số 4. Rồi, số 4 số đẹp ha. Rồi, tiếp theo là con lựa hộp quà số mấy nào, Kiên? Mẹ chọn màu đỏ. Không, con nhường mẹ chọn đi. Con nhường mẹ chọn rồi, màu đỏ. Mẹ chọn màu đỏ nha. Rồi, mẹ chọn màu đỏ. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần rất quan trọng và cực kỳ hồi hộp. Lấy hộp ra luôn nào. Lấy luôn mẹ ơi. Wow, 1 triệu đồng. Còn bây giờ, công chúa nhỏ ơi. 3, 2, 1, mở ra. Dường. Yeah.
Cả nhà cùng vui đã tạo nên một chiếc cầu nối để ba mẹ và các con có thể trải lòng chia sẻ cho nhau nghe những cảm xúc mà ngày thường đôi khi vì quá bận rộn mà không có cơ hội chia sẻ. Tôi dành thời gian cho bé rất ít vì tôi bận đi làm. Ba không có dành thời gian cho con cảm thấy hơi buồn. Khi ở nhà thì con thích trò chuyện với mẹ nhiều hơn. Ước mơ sau này của con là làm bác sĩ. Con thích chữa bệnh cho mọi người. Ba rất là hiền lành, còn mẹ thì mẹ rất là giỏi giang cho mọi việc. Ba mẹ có muốn dặn dò con cái mình gì không nè? Dạ, hy vọng là con sẽ mở lòng với ba mẹ hơn. Mở lòng hơn hả? Ủa chứ bình thường bé hơi khép kín và ít nói với ba mẹ. Dạ sao đúng rồi, bình thường thì chuyện ở trường bé sẽ ít khi tâm sự. Dạ. Cho nên là ba mẹ không có hiểu về bạn bè của con ở trên trường lắm. Dạ. Nên là hy vọng là bé có thể mở lòng hơn và tâm sự nhiều hơn. Dạ, cũng mong con mạnh dạn hơn khi ra ngoài, tự tin hơn. Dạ. Sau chương trình này. Đó, đã Linh nghe chưa? Ba mẹ mong muốn con hãy tưởng tượng ba mẹ cũng giống như là bạn Uyên Nhi ở trong lớp vậy đó. Mình dễ dàng, mình chia sẻ những câu chuyện, mình tâm sự. Hứa không? Dạ, hứa. Hôm nay là mẹ rất vui và tự hào về con. Con tiếp tục cố gắng và đạt được ước mơ của con nhé. Dạ, ơn con mẹ. Còn ba thì sao ạ? Trước tiên là cảm ơn chương trình đã tổ chức cho mấy bé một cái sân chơi rất là bổ ích và có ý nghĩa. Hy vọng là sau này tiếp tục được tham gia. Cảm ơn nhà mình rất là nhiều ạ. Bữa nay nói chung là con có chiến thuật tốt, đó là cái giỏi của con để con quyết định có phần thưởng ngày hôm nay. À, rồi con muốn nhắn nhủ gì cho bé Hoàng Mai trong tương lai luôn không ba? Con cố gắng phát huy cái thế mạnh của mình. Mẹ ơi, mẹ có điều gì muốn nhắn nhủ với bé không nè? Muốn nhắn nhủ với con gái là mẹ rất là yêu con. Con đến đây trải nghiệm vì vui và tinh thần học hỏi, đúng không con? Đúng. Rồi, xin được cảm ơn cả nhà và em bé của mình ơi, hôn ba mẹ mỗi người một cái đi nè. Giỏi. Dạ. Rồi cả nhà cùng vui. Yeah. Con cố gắng nha. Ba chúc con học giỏi, ngoan ngoãn vân lai rồi vậy. Dạ mẹ thì chỉ mong kiên là càng lớn thì con phải chững chạc hơn, làm trong bất cứ chuyện gì cũng phải nhớ đến lời mẹ dặn. Còn Kiên thì hồi nãy cũng đã hứa rồi nè, thì chắc chắn là Kiên cũng sẽ làm được thôi. Và hãy đến với cả nhà cùng vui để chúng ta có được những kỷ niệm đẹp cùng với nhau quý vị nhé. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye. Nhà là nơi mà tôi cảm thấy bình yên. Gặp gia đình là vui, mình không thấy âu lo buồn phiền. Trước hiên nhà là hoa và lá. Mẹ biết tôi thích ăn cánh gà. Nói nhiều đi con sẽ ở nhà. Ra ngoài đường sợ corona. Bực siêu nhân lên con với ba. Bạn đừng rủ tôi đi đâu nha. Nhà tôi luôn đủ bánh và quà. Trong tủ lạnh luôn đầy hoa quả. Có candy và sô-cô-la. Nếu muốn gì thì bạn cứ qua. Vì nhà tôi luôn yêu thương và hiểu chuyện. Để cho vì tôi biết có tài năng là thể hiện. Để cho tôi sống biết học tập và cầu tiến.